Ai nổ? Nó à? Ủa, nay rẻ lợi hả? Nay nhiêu nhiêu đồng độ? Nhiêu độ á? 265 hả bộ? Vậy à, thì xuống có 5 đồng chứ nhiêu? Thì hưởng lên lên xuống vậy đó, lên xuống. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là cử bà Út nghỉ đây 2 3 bữa rồi phải không? 3 bữa. Thường thường là nó lên xuống 5 đồng vậy thôi. Này 130 cây hả chú? 130 cây. 130 cây mà bán 120 ngàn hả? Vậy có cái muốn có cái muốn có 4 cũng cái có muốn hả? Vậy tính ra cây cây được 10 ngàn có cái ha. không muốn có Vậy này chắc nhờ độ cao quá ha, chứ chứ một cây này đâu được. tùy theo Dạ. mẫu. Dạ. Của bộ Út là giống rêu hết hả bộ? Vậy là rêu rồi lộn xộn thêm một số cây cây khác vô. Dạ. Này bà Út bán được bao nhiêu độ bà Út? À, 3 4 độ. Vậy là lộn xộn rồi, chứ rêu nó cao độ lắm. Rêu mà rêu là 38 39 độ không á. Dạ. Đặt nhiều con ướp như vậy là ướp dưới mỗi ngày dễ dễ đặt quá. Cái hùng đó đầy là được nhiêu ký vậy? 28 ký hả? Hồi xưa tính lít ha, mà giờ 1 lít họ không được ký. Nhưng mà 1 lít mật ong á là hơn ký á bố. Dạ. Đầy hùng bà. À. Nó bắt tôi ấy nè, có cái cục mũ này nó rớt vô đây nè, Dạ. chạy đi cục mũ nó hẹp rồi Dạ. đây nó có được như không. Dạ. Tại chú Hiền chú vậy chú có 1 tay chứ chú 2 tay chắc chú cũng cạo được chứ gì. Dễ mà ha. Hai tay dễ Dạ. mà ai kêu cạo mẹ luôn thì chạy phạm không với Có 1 tay cạo cũng được chú. Ví dụ chú dãy cỏ, dãy 1 tay chú dãy được rồi. cạo phạm con cái cây À. Hư không nói gì ăn mới lấy cái Hư Dạ. Giờ học dùng mấy tháng ở đây giờ chị Sương xuống chở hay là mình chở đi lên luôn không? Dũng À vậy hả? điện điện số nó cả Dạ. có ai ở đâu chứ cả Dạ. khi chắc là như này chắc là phải Đúng rồi. cả Dạ. Xong cái vô nhà lấy điện thoại điện ha. chén con chén hai cơm.
hai triệu. Ồ, ít dữ ta, hình như có mới có được nửa hùng mà bác. Bộ vốn chứ giải bằng bốn cơ, vốn mười bỏ bốn cả cạo nó không cạo vậy rồi nó không có mủ mất mủ miệng hư miệng hết dạ răng vừa răng khô miệng không khô miệng miệng hết. Có văn máng à, mà nghĩ vậy là uổng rồi. nó sẽ uống rượu cay là nó không cạo nó bỏ Dạ không mưa nó cũng bỏ dạ bỏ nó cạo bỏ đi được chứ chứ năm rồi là cô Út cạo hả? trước À, giờ nay cô Út không cạo nữa, cô Út làm cái gì vậy Út? cảnh lên Minh Đức mà À dạ cảnh đó nó cũng cạo cảnh nghe nói Minh Đức mũ cũng giá cao cảnh cao hơn đây lắm Út. Dạ Minh Đức là chỗ hướng Quảng đi lên hả đâu ta? đi ngã ba Sa Cát đi lên đi vô Dạ à, con cũng đi bán mũ coi, bán mũ chén. Dạ dạ ở đây ngày hôm trước thì bốt ở đây bán mua nước được 265 đồng ở khu vực Trân Thành của anh chị cách đây khoảng 3 bữa ha. Cái chỗ này thì chúng tôi không có bán mũ nên chúng tôi chỉ hỏi thông tin thôi, còn những cái địa điểm mà chúng tôi bán mũ thực tế thì chúng tôi sẽ nắm cái giá nó rõ hơn cũng như là có cái phiếu rõ ràng gửi đến cô bác chị đó. Rồi video đến đây thì xin được phép tạm dừng. Hẹn gặp lại cô bác chị vào giá mũ tổng hợp giá mũ của buổi trưa ngày hôm nay. Chắc tầm khoảng 1:30 đi cô bác chị. Chúng tôi sẽ có video gửi đến cô bác chị ha.